Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 89. Chuyện kẻ lừa đảo. Tiền thân Kuhaka. Nghe lời của người nói. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Duyên, bậc đạo sư đã kể về một kẻ lừa đảo. Các chi tiết của câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Udala số 487. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, gần một ngôi làng nhỏ, có một người tu khổ hạnh lừa đảo, thuộc ngoại đạo Bền Tốc. Một người điền chủ làm cho người ấy một cái chòi lá ở trong rừng để ở, và nuôi sống kẻ ấy trong chòi lá với đồ ăn ngon lành. Người điền chủ tin người ngoại đạo Bền Tốc lừa đảo ấy là người có giới đức. Vì sợ ăn trộm, một hôm, người điền chủ đem đến chòi lá của người ngoại đạo ấy 500 đồng tiền vàng, chôn dưới đất, và yêu cầu người ấy coi ngó giùm. Vị tu khổ hạnh nói: "Thưa hiền giả, đối với người xuất gia không nên nói lời như vậy. Chúng tôi không có lòng tham đối với gia sản của người khác." Lành thay tôn giả, người điền chủ tin lời nói của kẻ ấy và ra đi. Kẻ ác khổ hạnh suy nghĩ: "Chừng ấy tiền đủ sống trọn đời người." Sau một vài ngày, kẻ ấy lấy số tiền chôn tại một chỗ bên vệ đường, rồi trở về sống tại chòi lá. Ngày kế tiếp, người ấy đi đến nhà người điền chủ sau khi ăn cơm và nói: "Thưa hiền giả, nhờ ngài tôi đã sống đây một thời gian dài. Sống tại một chỗ quá lâu cũng giống như sống chung đụng với loài người. Sống chung đụng là một cấu quế đối với người xuất gia. Do vậy tôi sẽ ra đi." Nói vậy xong, dầu được yêu cầu nhiều lần, kẻ ấy cũng không muốn trở lại. Người điền chủ nói: "Sự việc là như vậy, thưa tôn giả hãy đi." Người điền chủ tiễn kẻ ấy ra tận cửa làng rồi mới trở về. Người tu khổ hạnh đi một lát rồi suy nghĩ: "Ta nên lừa dối người điền chủ này." Nghĩ vậy, kẻ ấy cắm một ngọn cỏ giữa búi tóc và đi trở về. Người điền chủ hỏi: "Sao tôn giả trở về?" "Thưa hiền giả, một ngọn cỏ từ mái nhà của hiền giả đã mắc vào bện tóc của tôi. Người xuất gia không được lấy vật không cho. Vậy tôi trở về đem trả lại ngọn cỏ ấy." Người điền chủ nói: "Tôn giả hãy dứt ngọn cỏ rồi đi." Và nghĩ: "Vị này không lấy gia sản của người khác, dù chỉ là một ngọn cỏ. Ôi, tôn giả này thật tế nhị đối với ta." Người điền chủ sanh tình tính, đảnh lễ kẻ ấy rồi từ biệt. Lúc bấy giờ, vì mục đích buôn bán, Bồ Tát đi đến biên địa và ở tại trú xứ ấy. Nghe lời người tu khổ hạnh nói, Bồ Tát suy nghĩ: "Chắc hẳn kẻ ác khổ hạnh này có lấy tiền bạc gì của người điền chủ này." Bồ Tát hỏi người điền chủ: "Này bạn, bạn có giao cái gì cho người tu khổ hạnh này giữ không?" "Thưa bạn, tôi có giao cho vị ấy giữ 500 đồng tiền vàng. Vậy hãy đi tìm kiếm số tiền ấy." Người điền chủ đi đến chòi lá, tìm không thấy số tiền, liền trở về hết sức nhanh báo cho Bồ Tát là tiền không còn nữa. Bồ Tát nói: "Không ai khác lấy tiền của bạn ngoài tên khổ hạnh bện tóc lừa đảo. Chúng ta hãy đuổi theo bắt lấy nó." Họ chạy đuổi theo, bắt được tên tu khổ hạnh lừa đảo, đánh nó và bảo nó đem trả lại tiền vàng. Thấy số tiền vàng đã được trả lại, Bồ Tát khinh bỉ nói với tên tu khổ hạnh: "Ngươi thật không dính một ngọn cỏ mà lại dính đến 500 đồng tiền vàng." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này: "Nghe lời của ngươi nói, lời nhẹ nhàng êm dịu, không dính đến ngọn cỏ mà dính 500 vàng." Rồi Bồ Tát nói thêm: "Này kẻ bệnh tóc giả dối kia, chớ làm như vậy nữa." Khuyến giáo và khiển trách kẻ ấy xong, Bồ Tát sống làm các công đức đến lúc mạng chung. Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này mới lừa đảo, mà trong quá khứ cũng đã lừa đảo rồi." Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc ấy, người tu khổ hạnh lừa đảo là tỷ kheo lừa đảo này, còn người hiền trí là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说